Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Dòng Ghiền của tỉnh Kiên Giang. Ngày hôm nay là những ngày cận Tết, Bùi Hồ sẽ đi thăm lại những cái hoàn cảnh khó khăn, cũng như là công bố số tiền Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho một cái hoàn cảnh của gia đình hai vợ chồng người Khmer rất là khó khăn. Mà trước đây á có điện thoại nhờ Bùi Hồ hỗ trợ, thì ngày hôm nay cũng là cận Tết rồi, và cũng thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ sẽ tặng cho 10 hộ gia đình trong những ngày trước Tết như thế này, với mỗi gia đình là 1 triệu đồng, gồm cả phần quà và tiền mặt. Đây là cái bao lì xì, một bạn gái này mới bán là 7 triệu đồng, ở lộn 7 ngàn đồng. Anh hỏi em cái này là bao nhiêu em gái hơn? Dạ 300 nha. 300? Ghé vậy? Cái hôm nay thì về Kiên Giang thì Bùi Hồ sẽ mua một cái vỏ như thế này, tại vì đường còn xa. Vỏ này là 300 ngàn đồng và mình sẽ trao, Bùi Hồ sẽ trao luôn cái số tiền hiện kim là 700 ngàn đồng cho gia đình có một cái chi phí xài Tết ha. Thì cái này để cúng ông bà những ngày cận Tết như thế này. Năm nào thì Bùi Hồ cũng làm những cái công việc như thế này cũng nhờ sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân. Bây giờ anh sẽ lấy cái vỏ này bỏ vô giùm anh ha. Khỏi trả giá nữa nha, có bớt không? Có tặng điểm gì không? Hả? Không Hi ơi. Hia là một cái từ theo cái tiếng Hoa. Hia là gì em gái? Hia là anh. Đây nãy chưa? Hia là anh hả? Dạ. Sao không kêu là anh mà kêu là Hia? Quen miệng gọi hả? Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Anh đoán thử xem. 19. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là một cái phần quà này là 300 nghìn đồng. Thì Bùi Hồ sẽ lấy một cái bao thư sẽ bỏ 700 nghìn đồng, đồng thời là công bố cái số tiền Mạnh Thường Quân hỗ trợ để mà có thể xây nhà. Sau Tết Bùi Hồ sẽ quay lại thăm cái hoàn cảnh này và sẽ hôm nay thì công bố và sẽ gom được cái số tiền thì sẽ tiến hành xây cái căn nhà cho hoàn cảnh này nha cô bác anh chị. Đây là cái thiệp tài lộc. Nhiêu em cho có tiền chẳng không? Cái này là nhiêu, 100 nghìn hả? Ồ không không em à. Bao lì xì là 7 ngàn đúng không? Anh đưa 7 ngàn nè. Đây anh gửi cho em 7 ngàn coi đủ chưa ha. Cảm ơn em nhiều ha. Đây là 700 ngàn đồng sẽ bỏ vô cái bao lì xì để mà đem đi lì xì cho gia đình của chị có những cái niềm vui nhân những ngày cận Tết như thế này. Rồi sau đó thì cái số tiền còn lại mà Mạnh Thường Quân á, tí xíu nữa Bùi Hồ sẽ công bố. Rồi qua Tết thì nếu như mà đủ nhà chị kiếm cái thợ, hoặc là sẽ nhờ một người thợ nào xuống kiếm một cái thợ để mà xây cắt cho lại cái căn nhà của chị. Rồi bây giờ đi go. Sau khi mua những cái phần quà trao cho những cái thăm lại những cái hoàn cảnh khó khăn á, hôm nay có dịp đi về huyện Dòng Ghiền của tỉnh Kiên Giang thì Bùi Hồ gặp lại chị Kim. Hiện nay thì gia đình của mình sao rồi, những ngày cận Tết sao rồi chị? Dạ cũng cuộc sống cũng ổn định lắm anh Hồ ơi. Dạ có anh Hồ mà giờ cuộc sống cũng đỡ hơn trước nhiều. Đây là chị Kim, mà trước đây là chị đã nhắn tin Zalo cho Bùi Hồ rằng là hoàn cảnh của chị rất là khó khăn. Chị có 3 người con. Yeah. 3 người con, người chồng thì một lần đi biển bị đánh thừa sống thiếu chết. Rồi con thì không có sữa, phải uống trà đường thay uống trà đường thay sữa. Thậm chí là mẹ của chị thì sao, mẹ chồng thì sao? Mẹ ruột em là không có đi được á, giống như là bệnh lâu rồi cái chân bị phong thấp đó anh Hồ.
là không có đi được như ta bình thường đâu, đi chậm lắm, không có làm gì được, rồi không có giữ bé được. Anh với chị là một người là người dân tộc Khmer và cuộc sống thì vô cùng khó khăn luôn. Để hiểu thêm á thì clip trước đây á Bùi Hồ cũng đã có quay rồi, hôm nay quay lại công bố số tiền của Mạnh Thường Quân cho cô bác quý anh chị biết, nhất là cô Nguyễn Thị Ngọc Lan ở Mỹ có ủng hộ cho chị nữa để xây cái căn nhà. Cô có nói là để xây khi nào mà đủ cái căn nhà á, có nghĩa là khi nào gom tiền đủ xây căn nhà và ước tính bao nhiêu thì có thể mình giận, nhưng mà tại vì Bùi Hồ đi rất là nhiều và ngày hôm nay mới có dịp trở về đây thì có lại có thể là cận Tết này, hôm nay thì em đến thăm gia đình của mình, công bố số tiền của Mạnh Thường Quân và sau đó sau Tết mình sẽ tính tiếp ha chị ha. Hình ảnh thấy ngoài trước ngôi nhà vậy á, chứ có vỏ không à, không có gột. Mẹ em nào thấy cậu. Mẹ đi không có được bình thường. Cô năm nay là bao nhiêu rồi? 63 rồi. 63 rồi. Bị đẻ thằng Út rồi, bị bệnh tới giờ luôn, bị té bây giờ, bị hụt kinh tọ. Cô nói chuyện, cô là người Khmer nói chuyện tiếng Việt á hơi cứng cứng. Đúng rồi. Đúng rồi. Không mấy gì gành. Không mấy gì gành. Đúng rồi. Hồi đó giờ còn đỡ nghe, hồi đó nói chuyện không có được luôn. Đúng. Chào anh Kiên, nhớ em không? Chắc quên rồi. Đó là dạ. Đây là con của chị nè. Bé uống trà thay sữa đó nhờ. Có anh Hồ giờ em có đồ ăn đó anh Hồ, giờ em cho bé uống đỡ. Thì sao? Chị nói là sao? Bé có uống sữa đó mà lúc này em có ăn đầy đủ á. Rồi em có sữa về á, rồi uống sữa. Có ăn rồi, có nghĩa là mọi người ủng hộ với nhau. Dạ. Rồi sao đợt quay lên những cái đoạn video clip như vậy thì cô chú ủng hộ nhiều không? Dạ có, cô bên Mỹ gửi cho em mua chiếc xe máy với nhà. Có em dư dạ quế đóng tiền trường cho bé chăn, rồi gửi tiền mua nệm, rồi gối mền nữa đó anh Hồ. Với gạo trong nhà. Nhà mình còn giọt không ta? Giọt, giọt hết trơn anh Hồ ơi, tạt giọt hết trơn rồi. Tạt ướt hết hả? Dạ. Bên thì che tạm những cái... Kìa nhìn đằng sau kìa, mái lá kìa thấy không? Nhà này hồi đó ông sư cho đó cậu Hồ. Dạ, ông sư ở chùa... Chùa Thanh Gia làm Thanh Gia. Nhà này mười mấy năm rồi. Với bé Trăn cũng được đi học, anh Hồ cũng mừng lắm. Trước tiên là hôm đó chị điện cho em là nói là làm giấy khai, không có giấy tiền, làm giấy khai xanh, dạ, sau đó là có tiền là sao? Dạ, có tiền, em đi làm giấy khai xanh với căn cứ công dân, chồng em đi biển á, rồi biển tao quánh rồi gớt mắt á. Rồi xong em cũng, giấy của em có chứng minh, nhưng mà chứng minh em cũng phải làm giấy căn cước anh Hồ. Cũng phải làm lại, rồi bé này nè, không có giấy khai sinh, rồi người ta làm lộn nam nữ đó, em mắc đi ra tới gạch giá, với mà không có tiền, không có tiền đi. Không có xe nhà nữa. Không có xe đi. Đi xe là cả triệu bạc có đi. Nếu mà mình làm giấy không được thì đi lại hoài á. Rồi bây giờ có nghĩa là cuộc sống mình cũng ổn, thì ăn uống đầy đủ được, giúp đỡ nhiều á. Dạ, rồi em có đi bán vé số, ít đỉnh bán ở đây không có được, cái mắt chạy ra đằng chỗ bên chồng em mới bán được. Ngày bán được nhiêu chị? Dạ, 100 vé hoặc 100 gửi vé gì đó. Ổng bé theo bệnh, hai đứa bệnh hết trơn luôn. Còn anh... Bán cái này mà còn màng không anh? Đang mà như cũng chạy về đó. Muốn làm là về, dạ, làm muốn làm. Nghĩ nghĩ à, cái người ta điện lại tao nói với em nói thôi. Xích vô đây nè. Xích đây nè. Chồng em bị vậy đó rồi, tao cũng thông cảm nên hồn. Dạ. Cũng làm được thời gian vậy đó, rồi giờ công trình rồi vậy đó. Anh Kiên còn nhớ lại cái câu chuyện mà ngày xưa là anh lúc mà đi làm anh bị đánh không? Đi làm biển á. Quên rồi. Đó chị nhắc lại cho mọi người cùng biết đó chị. Dạ như đi biển đi xuống rồi ý người ta nói là mình không có phải là dân ở đó đó, người ta ăn hiếp, người ta kêu lên chồng em lấy đồ của chồng em xuống xài, rồi chồng em không cho cái tặng hiếp, người ta quánh, người ta kêu toàn là dân Kiên Giang không rồi chứ người ta không có kêu tên mình. Đánh rồi người ta anh phải nhảy xuống biển luôn. Lúc đó là điện lại là em rung hết trơn, em không biết sao. Đánh rồi lúc đó anh không nhảy là chết đúng không anh Kiên? Mà lúc đó cách xa biển không? Cách xa bờ. Ngoài khơi mà. Ngoài khơi mà, đâu có thấy bờ đâu. Đánh cầu đôi á. Cầu đôi á. Anh nhảy xuống rồi làm sao anh về được trong bờ? Giang tàu đải. Tàu vớt á. Người ta vớt, không vớt là chết. Nhưng mà lúc đó đánh là anh đổ máu luôn đúng không? Bể đầu có sao thành đánh bởi bây giờ nó còn lưng còn đau. Gãy xương sống luôn. Rồi sau đó anh được ôm cái phao đúng không? Ôm phao rồi anh nhảy xuống, có nghĩa là ở trên đó là phải chết. Đường nào cũng chết. Đường nào cũng chết, thà nhảy xuống có người cứu. Anh lên đên mấy ngày quên rồi. Pháp sống rồi. Anh lên đên trên biển mấy ngày? Hai ngày. Hai ngày trên biển, không ăn không uống, không có nước ngọt luôn.
uống đến mặn. Em tưởng đâu là ảnh chết rồi, lúc đó là điện còn là thuê bao không. Ờ. Mất sống 2-3 ngày trời, rồi mấy ngày sau mới ảnh mượn điện thoại của tàu tải điện về. Rồi lúc đó em mới hay em mượn. Ừ. Nói nếu mà chết ở dưới biển em cũng không biết cách nào mà đi, ở nhà thì cũng hết tiền, con thì 2-3 đứa. Rồi đang có bầu có bì nữa. Cái tình trạng mà người dân đó bị đi lừa gạt đi ra ngoài ngoài khơi á, đánh tàu biển á, ham tiền nó chuyển về cho vợ trước á. Nhưng mà cò á, ăn của chồng em là 5 triệu nữa đó. Ừ. Là ứng 20 triệu mà đưa em có 15 triệu mà. Ừ. Mà nói không được anh Hồ, mình nói không được. Rồi bây giờ trả nợ xong hết chưa? Dạ em trả được 10 triệu, còn thiếu 5 triệu. Còn thiếu 5 triệu nữa hả? Lúc đó mình đi mấy tháng mới bị hành hung á. Mới đi có mấy bữa. Mới gặp mấy bữa đó. À. Mà mình đi chơi tàu của ai? Nước ngoài hay là tàu mà... Tàu Việt. Tàu Việt mình á. Người Trung Việt á. Vậy hả? Tàu mà ở Bến Tre. Ăn hiếp mình rồi đánh. À. Không nhảy xuống là chết. Ở Bến Tre. Lúc là những ngày mình lên đên trên biển thì anh làm cái cách gì để anh duy trì sự sống anh kia? Ôm vậy đó, nhưng mà mình đói uống nước. Uống nước mặn rồi sao chịu nổi? Thôi tại đói, đói. Anh làm cái phao cứ trôi theo dòng nước hoài. Đâu vậy? Đến tối lạnh thì sao? Đói chịu đi thôi vậy. Có khi nào anh ngất đi không? Không hả? Ừ. Có một ngày, gần 2 ngày có vụ lúc. Lúc mà hôm? Người ta lại, người ta thấy lên, thấy tàu lên. Lúc mà cái anh gặp được cái tàu mà rước anh lúc đó là vào ban đêm hay là ban ngày? Sớm xế hơn chiều. Lúc mà hụt hẳn nhất thì anh nghĩ đến điều gì? Chị chết. Chị chết hả? Vậy về sao mà khơi rồi, không có ghe cũng phải chết rồi. Mình nhảy xuống nó có phương pháp rồi. Hết, có nghĩa là hết đường rồi, không còn đường để mà chống cự được nữa. Bao nhiêu người đánh anh nhớ không? Chủng phe đó không nói gì, đi ghe dưới rồi đi công đoạn. Đánh bằng gì anh? Thưa miếng dán lửa, dán mình bằng miếng mica á. Quến vô còn rồi té rồi đâu quấy đâu, cái phao vào phao ấy á. Phao cứng á, ừ. phao nhựa, ừ. Quết. Nó quến bên cái đó, đụng nào cũng cái đó. Không có người nào bên em mình nghe hả? Nói là lấy cái lò tối á, mình ơi, em đặt đi vô à. Cái giò á, sưng mắt cá hết trơn. Ủa vì sao mà nó phải đánh mình không? Tại cái lấy đồ của nó mình không lấy á. À. Cái đồ nó không lấy. Cái kìm lấy đồ của mình cho nó xài. À. Rồi đồ anh không lấy thì nó mới kiếm chuyện. Ra lửa cá nó mới kiếm chuyện. Rồi trong đó nó không kiếm chuyện, ra lửa cá nó mới kiếm chuyện. Chuyện ngày này qua ngày nọ rồi đồ, nó quánh anh chịu không nổi, nhảy luôn. Bao nhiêu bạn anh? Dạ, yeah, 16 bạn. 16 bạn. Anh là bạn mới, có mình anh hay là nhiều bạn mới? Ở dưới dân đó hả? Có mình ơn nè. Có mình ơn chủ. Mình biết mình lên cò đó. Ờ. Đi cò nó $500,000. Tại sao lúc đó anh lại nghĩ đến cái vấn đề đi biển? Gia đình khó khăn. Dạ, khó khăn quá vì có đi biển. Mình chỉ có đi biển thôi, mới có khả năng. Như là mượn trước trả sau á. Xuống rồi nghe nó đứng rồi mấy chục triệu mượn. Mà ai giới thiệu cho anh đến cái chỗ đó để anh đi? Cò. Cò. Cò giới thiệu. Cò dẫn nhất xuống dưới. Là cò đó ở đây hay là ở đâu? Ở trên trển. Bao nhiêu triệu chị? Nói là đi là đưa bao nhiêu triệu? 20 triệu mà đưa có 15 triệu hả? Ăn hết 5 triệu. Là chủ ghe điện thoại nói với chồng em á là ước 20. Mà đưa có 15 hả? Là chủ ghe mới nói thôi bỏ đi em ơi, người ta em nói không lợi đâu. Tháng là nhiêu? Chủ cái anh cò đó nói làm biển tháng nhiêu? Có đi vô có chia. Ăn chia. Ăn chia theo ấy. Yeah. Ừ. Có thì chia ít cái nhiều chia nhiều. Không nhỉ? Chứ chồng em đi đâu có bị gì đâu. Yeah. Có chuyến đó đi, thành ra giờ gia đình mới khó khăn. Như bên năm rồi, đâu có lúc trước anh đi cho Cà Mau hay sao ta? Đi Bến Tre. Đi Bến Tre, chồng em Bến Tre không? À. Mà đi lên Bến Tre chuyến đầu có chuyến sau mới bị. À. Mấy chuyến đầu đi cũng mua xe rồi cũng làm ăn gia đình được, đúng không? Cũng xây sở gia đình rồi cuộc sống cũng ổn định. Nhìn anh Kiên đẹp trai quá. Anh Kiên người Khmer luôn đúng không? Gì vậy? Anh người Việt hả? À. Ông Nguyễn. Ông Nguyễn. Anh ở tỉnh là tỉnh Kiên Giang ở bên Kiên Giang. Quốc. Chồng em ở bên An Biên. Bên An Biên bả. An Biên nhà thứ ba nữa. Thứ ba. Thương quá, bữa nay bé lớn kìa. Này ô, này mặt kìa, bé xinh nó sáng kìa, rồi. Chăm chú Hồ nãy giờ nó. Ồ vậy luôn hả? Dạ hỏi nãy giờ hỏi chú có lợi cho mẹ. Nè ngồi đi, ngồi đi. Chú vô đây nè, nói chuyện với chú Hồ nè. Đây đây nè. Trời ơi. Thấy không em nói hả? Tên gì quên rồi? Lại là quên rồi. Mai. Mai. Dạ. Con bé này. Bé này tên Trang. À. Bé bự đi học rồi tính đi rước nãy giờ nè. Vậy hả? Dạ. Bé bự cô giáo khen viết chữ đẹp.
hôm nay được đi học mừng ha. Dạ. Mừng rồi. Như là coi mình thoát qua được cái khó khăn rồi. Dạ. Nhờ anh, nhờ anh Hồ mới vậy luôn. Nhờ anh Hồ đó chứ em cũng không biết nói sao. Nhờ cậu giúp đỡ cũng mừng. Thôi tại vì người ta thấy cái hoàn cảnh của mình nó đúng thực tế mà lại khó khăn thật sự nữa. Nên bà con cô chú anh chị thương. Có cô bên Mỹ thương lắm, điện thoại gửi tiền cho em rồi mua kêu em tiền mua sữa sùng rồi đóng tiền học gì kia, mà có em gì ông Huế anh anh Hồ có đóng tiền học cho bé với gửi tiền cho em mua gạo thức ăn gì kia sữa. Vui rồi. Dạ. Tên gì quên mất tiêu rồi bà. Mai. Tại tên Mai không? Mai năm nay nhiêu tuổi rồi? Mấy tuổi rồi nói coi. Sao sợ chú vậy? Nói sao nói với em sao chị? Hỏi mẹ ơi chú lại chưa mẹ? Ờ. Chú lại tới là con chào chú. Trời ơi sao bây giờ sao nín thinh vậy? Chỗ của chị ngủ nè, ở trên đây nó giọt hay sao chị che miếng ngủ nè chị? Dạ nó giọt hết à. Dạ tạt phía đó luôn. Này nó tạt hết luôn á, giọt bên đây nữa nè. Nhà rồi. Ở đằng sau này là bây giờ nó mưa hồi sớm nó dột hay gì chị? Dột hết anh Hồ coi trên nóc nó kìa, con gà nó bươi. Ôi trời ơi. Con gà nó bươi hai ngày trước á. Này lấy này là cái gì đây? Chảo khô quẹt hả? Của mẹ em á, tại bà muốn ăn. Tôi ăn cá. Hôm nay mình ăn cơm gì? Ăn với cá này nè. Đâu? Mà mẹ em má không ăn được. Cá thô. Dạ, hồi sáng ăn bánh hỏi thì hết rồi. Vậy hả? À dạ. Dạ chưa. Chưa mua gì đó hả? Dạ. Bán ngày được 100 ngàn. 100 có khi 150, có khi 100 ngàn cũng có. Lời nhiêu? Là 150 vé đó, lấy tiền mặt. Lời bao nhiêu chị? 150. Lời tiền lời á? Dạ. 150. Mình ăn uống hết trơn cũng còn 100 ngàn. Ừ, rồi đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày không? Cũng có bữa hơi thiếu nhiều cũng gán gói ghém. Còn anh này không có đi làm? Không. Có làm được mấy bữa cái công trình người ta gọi đó anh Hồ. Nghỉ, dạ tao hứa là tao nói có công trình ở gần đây nè. Qua Tết thì cái người ta điện kêu đi làm. Muốn làm muốn nghỉ à. Chị Kim năm nay em bao nhiêu em quên mất tiêu? Em 32. 32 à. Cái sơ đồ phơi vậy luôn, không có tủ luôn hả? Dạ không có gì. Có tủ có gì đâu, bị thông của tủ. Ở ngoài nhìn vô là cái nhà khá giả lắm nha, có mặt dựng đằng trước á. Dạ. Từ ngày đó đến nay thì các bé được có giấy khai sinh, được đi học, được có xe và được vốn đi bán vé số. Bây giờ còn ước muốn gì nữa không, nói em biết rồi. Dạ em ước có ngôi nhà để cho mấy bé ở, đừng có cho nhột nắng. Bây giờ thì ngôi nhà mình diện tích là bao nhiêu? Từ vườn nước nó đi ra tới trước đó luôn anh, tới cái vườn trước luôn. Hay là mình chỉ cần dừng lại cái phần tôn của cái nhà này thôi được không? Cái cây đó mục hết rồi. À cái cây này mục hết rồi ha. Dạ bên đây là của em trai em, tại vì cái nữa em trai có vợ em cũng phải ra nghiêng á. Mấy mấy năm rồi cây mục hết rồi. Em mà sẽ ở bên đây. Em trai của em cũng ở chỉ còn từ bên đây qua bên đây. Dạ. Chỉ còn nhỏ xíu vậy thôi. Dạ không, từ đây là đi tới cái ổi đó luôn đó anh. À. Hết cây nước á, cây nước hay sao đó anh Hồ? Dạ. Tầm cũng cỡ 4 mét quá chị. Dạ. 4 mét. Ừ. Dạ. Đó từ đó đi. Ở chung nó ngày thì cũng cho em có em trai nữa. Cũng chọc chọc rồi nó cũng khó tính. Mình cũng muốn nhà riêng. Đứa lớn nhất là tên gì bao nhiêu tuổi em quên rồi, đi học á. Tên Nguyễn Huyền Trân. Huyền Trân, bé Mai, bé này là bé Trang. Bé Trang. Tên đẹp ghê không? Nói đâu mà làm gì khóc. 10 tuổi mà Huyền Trân mới học có được lớp 1 à. Dạ. Mới gỡ vô sau này. Mới gọi gì đi học. Cô giáo khen viết chữ đẹp lắm. Dạ. Cô giáo nó bé viết chữ đẹp gắn nghe kêu em á gắn cho bé đi học rồi cho bé nghỉ. Bé gái hả chị? Dạ bé gái. Cái ngày mà Bùi Hồ á đi Lào hỏi cuộc sống của chị sao, có Mạnh Thường Quân gửi tặng tiền. Chị nói bây giờ cuộc sống của em bây giờ đỡ lắm anh Hồ hả? À? Chị nói sao? Dạ em nói là cuộc sống em bây giờ đỡ khó khăn hơn trước nhiều lắm. Nhưng mình có vốn mình đi buôn bán nhỏ, bán vé số rồi cũng sống qua ngày cũng lay lắm. Mình sống tới đâu thì mình hay tới đó vậy đó. Chồng thì vậy rồi cũng cố gắng một đi nhỏ. Trân. Kìa, thưa chú, lại đây. Lại đây nó nghe, nó nghe nhanh lên. Thưa mấy chú con mới lại lẹ lên. Qua đây. Tuổi sao nhỏ xíu vậy? Dạ, thưa mấy chú đi con, thưa mấy chú. Khoanh tay lại đi học cô giáo nói sao? Thưa mấy chú con mới lại. Thưa mấy chú mới lại chứ sao con mới lại? Thưa mấy chú con mới đi học về. Biết nói vậy trơn. Được cho con đi học thì hôm nay nhìn chị lại
vui vẻ hơn những hơn lần trước chứ không phải là những lần trước, hơn lần trước mà tụi em với Nhân gặp chị. Thì cũng mong những cái gì mà chị cố gắng làm ăn á để chăm sóc các bé. Thôi mình ra ngoài trước đi ha Đạt ha. Rồi, cứ con đi học về, cả nhà đoàn tụ vui quá ha. À, hôm nay em đến đây em thông báo cho mình hai cái tin vui. Cái tin vui thứ nhất á là mình được cô Nguyễn Ngọc Lan ở Mỹ hỗ trợ cho mình 1.000 đô. Cô nói là giữ đó, khi nào mà có cô chú hỗ trợ chung tay nhau á thì xây cái căn nhà cho chị. Hôm nay thì cũng cô gửi cũng hơn 1 tháng rồi mà hôm nay em mới có thời gian quay lại đây tại em vì em đi rất là nhiều quá chị. Thì cái đó là cái niềm vui lớn nhất. Với hai là cũng thông qua video clip này á, có hình như là hai bạn gửi cho Bùi Hồ Facebook khoảng mấy trăm ngàn, nhưng mà có người chụp hình gửi cái màn hình qua cái tin nhắn của trang fanpage Bùi Hồ TV á. Nhưng mà bây giờ cái nó bị trôi cái tin, với lại Bùi Hồ bị mất cái thiết bị di động ở lúc ở châu Phi á. Thì bây giờ bạn nào mà có đã gửi cho Bùi Hồ thì có thể nhắn lại cho Bùi Hồ để Bùi Hồ biết để thống kê lại số tiền. Cũng xin thành thật xin lỗi vì cái sự cố này. Đó là cái niềm vui thứ nhất cho chị ha. Nếu như qua Tết có người ủng hộ thêm thì mình cùng nhà tay nhau sửa lại căn nhà cho các bé. Chị đồng ý không? Dạ. Này là em giữ cho chị hay rồi. Em mừng lắm rồi. Nếu như mà qua Tết mà không có thì em hỏi ý kiến của cô Lan để có gì để tính cái phương án cho gia đình của mình ha. Dạ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là những ngày cận Tết như thế này, em thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ đi thăm lại những cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những gia đình có những các bé sống trong cái hoàn cảnh thiếu thốn như thế này. Thì em thay mặt cho chú á, gửi tặng cho mình một phần quà. Đây là một cái giỏ quà của trích từ quỹ của chú gửi cho chị để mà gửi lên cúng cho ông bà nha. Cái này là cúng cho ông bà. Phần quà trị giá là 1 triệu đồng, thì đây là 300.000 đồng. Còn đây là cái phần bao lì xì 700.000 đồng để mình mua trang trải xài Tết. Em cũng gửi lời cảm ơn đến chú Kinh Vinh Trần ở Mỹ với cô Lan. Dạ, cô Lan ở Mỹ. Chúc cô năm mới nhiều sức khỏe, những sự như ý. Dạ. Cảm ơn cô với chú nhiều lắm. Muốn khóc nữa rồi. Mừng à, mừng không anh dạ. Anh Kiên? Mừng không biết nói sao giờ, nói thiệt chứ giờ mừng lắm luôn á. Chồng em kêu á là anh Hồ xuống quay đừng có khóc, trời mà mừng thiệt tình luôn á, là không có anh vô Hồ. Đây con. Anh Hồ mà không xuống được đó em cũng biết sao. Giấy tờ thì không có, chồng đi làm á thì lúc làm được có lúc thì làm không được. Muốn cô... làm thì làm, muốn đi về đi. Dạ để này lên bàn thờ đi ha. Cho nó đẹp à. Coi như là mình có một cái phần để mà thờ ông dâng lên ông bà. Dạ. Chân Tết luôn. Ở cái chân của cô bị nhức hả? Dạ, tôi hồi đó tôi bị tê, bây giờ nó bị thần kinh tọa, giò lao, đi gửi lại. Dạ, cảm ơn đến cô Đông Lê ở Mỹ. Dạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô giúp cho con có số tiền để mua chiếc xe máy với đồ ăn trong nhà, gạo, cho sữa cho bé. Với mẹ mua thuốc men rồi đó. Dạ. Gửi lời chúc cô nhiều sức khỏe, bình an, vạn sự như ý. Hai mấy năm rồi. Năm mới gia đình sung túc hạnh phúc. Cảm ơn cô nhiều lắm. Chị biết nói lời cảm ơn. Đó là những gì á mà chị muốn gửi lại. Dạ, mừng lắm luôn, không biết nói sao anh Hồ, phải thiệt luôn. Mừng lắm luôn. Dạ, được đó anh Hồ không xuống là em nói thiệt, nhiều khi suy nghĩ cũng buồn lắm, mình nghèo á. Không biết nói sao cho mọi người hiểu. Trong hoàn cảnh thôi chứ mình cũng không muốn mình gì đâu. Nghĩ lại những ngày đó thì tủi lắm không chị? Chờ em suy nghĩ là nhiều cái. Em nói rồi em ám ảnh luôn. Sợ nhất là chất sáng lên mà còn không có gì ăn. Không phải mình làm miếng đâu, ở đây rất là khó tìm việc làm. Ở đây không ai mướn gì đâu, phải có người mướn, làm gì em cũng đi nữa thiệt luôn. Muốn bán cái số thì phải có vốn lấy, người ta đâu có cho mình lấy thiếu đâu anh Hồ. Sợ buổi sáng hả chị ha? Sợ buổi sáng mà lên các bé không có gì ăn đúng không? Dạ. Thức lên mấy bé không có gì ăn, rồi nó khóc, rồi sợ nhất là nó bệnh. Bé này nè, đợt nó bệnh á, giật hả, le lũi, mắt xanh dờn. Em nói chuyến này chắc chết rồi, không có tiền nữa. Là cái trước mấy ngày anh Hồ chưa lại á, là nó sốt, nó giật á.
rồi sáng lên là đâu có tiền đâu đi bác sĩ, em lao hạ sốt. Thôi cũng qua rồi, gần dạ, Tết rồi, vui lên nha. Dạ. Dạ, hôm nay con đến đây thay mặt chú Kevin Trần tặng cho bà, cho dạ cô, cho giàu luôn, cho giàu của Mỹ luôn. Cảm ơn nha. Cảm ơn chú Kevin Trần gửi quà cho mình luôn á. Cảm ơn chú nhiều, chúc chú nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, năm mới hạnh phúc, gia đình sung túc. Không biết nói gì đâu. Người Miên không biết tiếng Việt bao nhiêu. Không có gì, không biết nói. Em cũng người Khmer đó chứ, tại vì em nói chút tiếng Khmer này nói sao ta? Chúc Tết tiếng Khmer nói sao? À, sao mát quên rồi. Chúc Tết Khmer hả? Mà năm mai gì đó. Năm mai. Năm sao mai. Sao sao bài năm mai. Sao sao bài năm mai. Mình biết tiếng gì mình chúc tiếng đó. Đúng rồi. Dạ. Thì bao nhiêu đó cũng cô chú cũng rất là vui rồi. Dạ. À, thôi thì cũng Bùi Hồ cũng thay mặt chân gia đình của chị anh Kiên với lại chị Kim, chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn cô Nguyễn Ngọc Lan ở Mỹ đã ủng hộ 1.000 đô và hai bạn ở trên Facebook á. Xem được video clip này á, có thể nhắn tin lại cho Bùi Hồ. Xin thông cảm cho Bùi Hồ vì cái sự cố này. Dạ. Xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ đã hỗ trợ cho thăm lại cái hoàn cảnh của gia đình của chị với phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm có 300.000 tiền hộp quà và 700.000 hiện kim. Cũng mong thay mặt các chú, các mạnh thường quân chúc gia đình mình luôn có sức khỏe dồi dào, năm mới an khang thịnh vượng, và đặc biệt là năm mới sang trang mới sẽ được nhiều thắng lợi mới ha. Em cũng cảm ơn anh Bùi Hồ với hai anh là dạ, trong hoàn cảnh của em. Dạ, đây là Đạt anh, Đồng Tháp anh với Úc Đồng Tháp. Với anh Đạt Đồng Tháp với anh Úc Đồng Tháp. Dạ, anh Úc Đồng Tháp. Chúc mấy anh năm mới sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê, năm mới hạnh phúc, gia đình sung túc. Hay quá, anh Kiên nói gì không? Rồi, chào cô bác quý anh chị luôn ha.